Hello, xin chào cả nhà, chúc cả nhà mình một ngày tốt lành. Nhớ là mua xe ủng hộ em Ngọc nha. Hôm nay Ngọc sẽ bán yes cho mình dòng xe Exeter 155, bao gồm có ABS và dòng thường. Đây, ở đây Ngọc có em xanh GB. Thì đây là phiên bản 2024, nhưng mà là bản tiêu chuẩn nha. Bản này thì không có ABS, thiết kế, họa tiết này nọ kia là giống nhau hết. Chỉ khác cả là không có ABS thôi. Em này hiện tại em Ngọc đang bán với giá khá là tốt luôn nha cả nhà. Chỉ có 48 triệu thôi dành cho dòng CBS. Ở đây có thêm đen bóng, cái này cũng là CBS luôn. Thì bạn nào mà đang quan tâm cái dòng 24 á, thì mình liên hệ liền cho em Ngọc qua số điện thoại quen thuộc nè, 0933164446. Em Ngọc sẽ tư vấn cho mình nha. Ngọc có hỗ trợ trả góp luôn á. Rồi, còn nếu mà bạn nào kinh tế eo hẹp thì mình nên lấy em này 155. 155 này là phiên bản thường, giá nó mềm lắm, chỉ có 44 triệu thôi. Đây là màu đỏ, màu vít ta trắng nè. Rồi xanh, xanh biển, màu hồng, màu cam. Tất cả cái màu 3D này là bên Ngọc sẽ có hỗ trợ bảo hành cho mình trong 1 năm. Mình đi mà có tróc á, là mang ra xong là không tính tiền. Máy móc thì sẽ bảo hành cho mình 3 năm hoặc 30.000 cây. Bảo hành mình đi ra những cái đại lý của Yamaha là được bảo hành nha. Rồi ở đây là Ngọc có phiên bản, này là phiên bản kỷ niệm. Màu này là màu zin. Bạn nào mà không thích mấy màu 3D thì lấy em này. Cái này là zin nguyên bản, nhà máy nhập về thôi vậy luôn. Em này là 445. Liên hệ đặt lịch trước với Ngọc. Ngọc sẽ bớt cho mình 2 triệu kèm quà tặng. Quà tặng ở đây thì Ngọc sẽ hỗ trợ tặng cho mình như là nón bảo hiểm nè, áo mưa, bảo hiểm xe máy nè, khung ba biển số, nhớ số, nhấc máy nước làm mát. Ngoài ra mình gắn phụ kiện nè, thì sẽ được giảm cho mình thêm 50% nữa nha. Rồi Ngọc có xanh biển, ở đây là có xanh dương, đỏ, đỏ bạc, xám vàng. Màu này là trắng ngọc trai, đây là em bản zin, bản này là bản giới hạn. Em này hiện tại là 44 năm, liên hệ đặt lịch trước Ngọc cũng bớt 2 triệu luôn. Còn đây là xanh lá, nếu mà bạn nào mà hít nổi lấy em này liền ha. Ở đây là màu trắng, trắng đen đỏ. Đây, Ngọc quay cho mình cái em này, cực kỳ hot luôn. Cả nhà biết xong, vì em này độ phụ kiện nhiều nè. Ở đây là có độ chống đổ, cái này là độ tông xịt tông luôn. Xay màu vàng đúng không, độ phụ kiện vàng, chống đổ vàng nè. Bao tay nè, tay thắng vàng luôn, có đèn trở sáng cho mình luôn. Rồi, ở đây là cái viền, viền đồng hồ nè cả nhà. Có viền mình dầu nữa, ba ga titan. Đây, chống đổ sau màu vàng. Còn cái phần đuôi là bên Ngọc vuốt nhọn lại cho nó gọn, thì cái gì nó hơi bị vướng với cái xi nhan á, nó dễ gãy nên là vuốt nhọn lại vậy luôn. Rồi tiếp theo là Ngọc có em này. Em này là giới hạn hay gọi là trắng ngọc trai. Em này Ngọc có lên độ hay oppo như cả nhà, rất là xịn sò luôn. Có thêm tay thắng với lại bao tay màu bạc đen. Ngoài ra thì bên em Ngọc có hỗ trợ là lên xe theo yêu cầu của khách. Ví dụ mình có cái màu nào đó lý tưởng quá thì mình liên hệ, bạn Ngọc sẽ hỗ trợ lại sơn như vậy cho mình luôn. Chi phí sơn sẽ tính bằng giá tại cửa hàng, không có thêm bớt gì hết nha. Cửa hàng của em Ngọc hiện tại đang nằm tại khu phố Phú Nghị, phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, nằm gần chợ Hiệp Huy. Nếu mà ở xa thì đi tới khu du lịch Đại Nam, cái này chắc bạn nào cũng biết mà đúng không? Liên hệ Ngọc qua số điện thoại quen thuộc, Ngọc sẽ chạy ra đón các bạn về đây ha. Rồi nếu mà mình có người thân mua xe á, chưa tìm được cửa hàng nào ưng ý nè, giới thiệu lên cho Ngọc, có tiền cà phê cho mình, liên hệ liền qua số điện thoại quen thuộc tư vấn nha. Bye bye.